Mến chào quý anh chị và cô bác trở lại với kênh Nhà đất Lộc Nguyễn. Hiện tại á, Lộc Nguyễn đang trong một cái khu dân cư. Khu dân cư này khá là đông đúc và sầm uất rồi nha quý anh chị. Một cái khu dân cư đường khá là rộng rãi và thoáng á. Sau hơi chúng ta di chuyển vào bên trong cái dãy nhà mà Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị luôn. Nhà chúng ta nó chỉ cách cái mặt tiền quốc lộ 50 á, chỉ tầm khoảng 20m quý anh chị. Và quý anh chị di chuyển lên bến xe quận 8 á, tầm khoảng 8 km thôi. Thì vị trí nhà này rất là thích hợp để cho quý anh chị sở hữu, để những gia đình nào mà đông người á, chúng ta có thể ở căn nhà này. Một căn nhà có tới 6 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh nha quý anh chị. Với cái diện tích là ngang 3,5m, dài cũng khoảng là 12m nha quý anh chị. Nên xây lên tới 3 lầu, có 6 phòng ngủ luôn. Rất là thích hợp để cho quý anh chị sở hữu cái căn nhà này. Những nhà nào đông người thì hãy xem hết video để Lộc Nguyễn giới thiệu chi tiết bên trong căn nhà này cho quý anh chị nha, với một cái mức giá rất là hợp lý và giá sát luôn nha quý anh chị. Và đây là một cái căn nhà Lộc sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị, một căn nhà với 3 cái lầu nha, 6 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, và hướng mình là hướng tây nha quý anh chị. Đây là một cái khoảng không gian cổng của chúng ta. Một cái phía trên là có một cái mái ngói cho quý anh chị nè, và tường đã ốp những cái gạch bóng kính rất là sang trọng và hiện đại ha quý anh chị. Đó, bước vào bên trong khu vực sân. Khu vực bậc sân thì qua một cái lớp cổng nè, cổng này là cổng được CC những cái hoa văn họa tiết màu vàng nè, rất là đẹp mắt, cũng như là được sơn tĩnh điện màu xám ha. Phía trên đây nè quý anh chị, cũng gắn cho mình sẵn một cái dây điện chờ để cho quý anh chị về á, quý anh chị lắp thêm những cái đèn chiếu sáng ở khu vực sân chúng ta, tùy theo cái gia chủ chúng ta thích mẫu đèn như thế nào nha. Và cái khung sắt nè được làm rất là chắc chắn luôn, nên cái khu vực nhà chúng ta rất là an toàn. Quý anh chị về á, quý anh chị làm thêm cái mái che ra ha, đó, cho nó che mưa che nắng. Và khu vực bên đây nè thì cũng đã lắp sẵn cho quý anh chị cái ống nước nè. Và chúng ta làm thêm một cái ống nước để chúng ta rửa xe hay là chúng ta trồng cây gì đó cũng rất là dễ thuận tiện để chúng ta sử dụng ha. Phần nè quý chị nhìn từ từng trệt cho đến lầu 3 thì tông màu của mình là tông màu trắng và màu xanh, và viền những cái viền xanh màu xanh đậm khá là đẹp mắt ha quý anh chị. Đó, nhìn cái mặt diện rất là sang trọng và hiện đại. Khi quý anh chị bước vào bên trong khu vực phòng khách á, một cái cảm giác rất là mát luôn. Và nó sẽ qua thêm một cái lớp cửa nữa. Cửa này là cửa kính 4 lớp nha. Cửa kính nhôm Sifa, kính cường lực, khá là chắc chắn luôn. Đó, một cái căn nhà mà có hai lớp cửa thì sẽ rất là an toàn cho quý anh chị ha. Tuy nhiên á, thì khu vực này á, nó rất là an ninh luôn, nên quý anh chị không có sợ bị mất cắp hay là sợ bị trộm cướp ha quý anh chị. Rồi, vừa vào khu vực phòng khách á, là một cảm giác khá là mát mẻ. Một căn nhà hướng Tây. Tuy là nắng buổi chiều nhưng mà Lộc cảm giác vừa vào trong nhà nó sẽ rất là mát luôn quý chị. Và cái khu vực tường nè, phía trên tường cũng đã ốp gạch lên cho mình là tầm khoảng 1m8 ha, khá là cao nè quý chị, với tông màu xám và những cái hoa văn bình hoa nhìn rất là đẹp. Rồi, và Lộc vừa vào á, thì sẽ ấn tượng với cái bức tranh như thế này. Một cái bức tranh với những cái núi non rất là hùng vĩ. Đó, rất là đẹp ha. Cái này là tranh bằng kính luôn quý anh chị, nên khi mà quý anh chị bắt cái đèn ở đây nè thì nó sẽ sáng cái bức tranh lên, nên nhìn nó rất là đẹp và sang cho cái khu vực phòng khách của chúng ta. Rồi, phía trên trần nè quý anh chị, trên trần của mình là trần vượt cấp với các hệ thống đèn led giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực phòng khách của chúng ta ha. Tuy nhiên á, căn nhà này á, nó đã hoàn thiện khoảng 90% rồi. Chỉ còn vài tuần nữa thôi thì căn nhà chúng ta đã sẽ hoàn thiện 100%. Quý anh chị muốn sở hữu căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc qua cái số hotline phía trên màn hình nha, 077-201-0726. Quý anh chị khi mua sản phẩm ở nhà đất Lộc Nguyễn thì những sản phẩm là sẽ là chính chủ và sát chủ nha, sát chủ đầu tư, nên giá quý anh chị mua sẽ được rất là tốt nha quý anh chị. Rồi, và đây là cái khu vực cầu thang nè. Khu vực cầu thang thì nó sẽ phân cách giữa khu vực bếp cũng như là khu vực phòng khách ha quý anh chị. Đó, với cái phía dưới như thế này nè thì chúng ta tận dụng ở cái khoảng không gian trống này nè để chúng ta làm một cái khu vực nhà kho hoặc là những cái kệ tủ để cho quý anh chị trưng bày những cái vật phẩm quà lưu niệm ha. Đó, mình trưng bày ở khu vực này nhìn rất là đẹp.
tiến tới cái khu vực bếp chúng ta ha. Khu vực bếp hình chữ L, Lộc Nguyễn đi review rất là nhiều căn nhà thì Lộc Nguyễn rất là thích một cái tủ bếp mà được thiết kế là tủ bếp trên cùng với tủ bếp dưới nè quý anh chị. Đó, nhìn rất là gọn gàng khi mà chúng ta nấu nướng ở cái khu vực này. Và ở đây nè, làm cho mình là cái bếp ga âm á, thì quý anh chị sở hữu căn nhà này về á, chúng ta mua cái bếp ga âm á ở đây nè, thì nhìn rất là sang ha quý anh chị. Phía tường thì đơn vị Minh Lộc cũng đã ốp lên cho mình lên tới trên cao rồi, thì khi mà quý anh chị nấu nướng á, nó văng dầu mỡ lên á thì nó sẽ không có bị dơ á. Đó, một cái khu vực khá là thích ha quý anh chị. Ở phía trên trần nè, được chạm trổ những cái hoa văn nổi, những cái hình thoi ha. Thì hiện tại căn nhà này á, nó chưa có hoàn thiện 100% á quý anh chị, nên nó sẽ còn nhiều cái đang dở dang á. Thì vài tuần nữa thôi thì ngôi nhà chúng ta sẽ là một ngôi nhà mới với đầy đủ tất cả các thiết bị cơ bản cho quý anh chị ha. Rồi, tiếp đến thì mời quý anh chị vào bên trong khu vực phòng vệ sinh nè. Đó, hiện tại thì khu vực phòng vệ sinh Lộc chưa có gắn thiết bị, nhưng mà nó sẽ có đầy đủ tất cả các thiết bị như là lavabo, bồn cầu và vòi sen, đầy đủ tất cả những cái tiện ích và công năng cho quý anh chị sử dụng ở khu vực phòng vệ sinh này. Tường thì đã ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị ha. Em để cái loa nha. Rồi, tiếp theo Lộc cho quý anh chị xem cái bức tường này nè. Hồi nãy Lộc chưa giới thiệu cái bức tường này cho quý anh chị ha. Một cái bức tường với những cái viên gạch màu vàng nè, màu xám nè, màu trắng nè, nhìn rất là sang luôn nha quý anh chị. Và ở phía trên á có một cái hai cái bóng đèn cho quý anh chị luôn nè. Bóng đèn vàng chiếu vào bức tường này. Và một cái kiểu giống như là làm một cái vòng cung á, như là một cái khung. Thì để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta để những cái bức tranh của gia đình hoặc là những cái bức tranh phong cảnh thiên nhiên á, thì để ở khu vực này thì đèn chiếu vào thì rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Hiện tại á, căn nhà đã có sổ hồng riêng rồi. Quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc nha. Một căn nhà 3 lầu có đến 6 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh nên rất là thích hợp cho những gia đình chúng ta đông người ha. Chúng ta ở căn nhà này và thuận tiện để cho quý anh chị làm việc ở các khu vực như là quận 8, quận 7, quận 3, quận 4, quận nhất nha. Và từ vị trí nhà chúng ta di chuyển lên bến xe quận 8 á, theo trục đường quốc lộ 50 chỉ tầm 8 km thôi quý anh chị. Đó, tiếp tục chúng ta di chuyển lên trên khu vực trên lầu trên để cùng tham quan phía trên nha. Lộc Nguyễn sẽ di chuyển lên trên lầu 1 nha. Các bậc cầu thang khi mà Lộc đi lên á thì nó khá là cao nha quý anh chị. Thì nó sẽ không thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta đi cái cầu thang này đâu, tại vì nó khá là cao quý anh chị. Đó, tay vịn là gỗ căm xe và kính là kính cường lực ha quý anh chị. Đó, nên nhà hàng nào có người lớn tuổi thì Lộc thấy căn nhà này sẽ không phù hợp cho người lớn tuổi nha. Rồi, ở đây có một cái đèn để cho chúng ta thắp sáng khu vực cầu thang nha. Mỗi tầng lầu nó sẽ có một cái khu vực đèn chiếu sáng như vậy á. Rồi, vào cái khu vực phòng ngủ đầu tiên nha quý anh chị. Một cái khu vực phòng ngủ Lộc thấy là vừa thôi, vừa để chúng ta ở chứ không rộng lắm nha quý anh chị. Đó, một căn nhà có tới 6 phòng ngủ thì chia ra rất là nhiều khu vực như thế này thì Lộc thấy nó nhỏ chứ nó không có được to lắm. Và ở đây có một cái điểm nhấn cho quý anh chị nè, một cái khung này thì được rất là sang trọng. Cái này là kiểu đá quý anh chị, nhìn rất là đẹp ha. Thì về á, chúng ta có thể để những cái lọ hoa hoặc là những cái lọ mà sen đá ở khu vực này nè, hoặc là những cái chú tiểu á, để ở đây thì rất là đẹp mắt ha. Phía trên thì có đèn ngủ sẵn cho quý anh chị nè. Còn trên trần á, là trần giật cấp, cái này là trần nổi nha quý anh chị, hình thoi. Thì chúng ta có thể sơn theo cái màu chúng ta thích ha. Thì bức tường ở trên những khu vực phòng ở trên đây á, thì nó sẽ không có ốp gạch nha quý anh chị. Thì quý anh chị về quý anh chị có thể thiết kế theo cái ý thích của mình, theo cái tông màu mà mình thích ha. Thì chúng ta làm thêm. Ở đây thì sẽ có những cái công tắc máy lạnh sẵn rồi. Và chúng ta chỉ cần lắp máy lạnh vào và ở thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực phòng ngủ, nó hướng ra ban công.
Trước khi vào khu vực phòng ngủ thì cho quý vị tham quan cái khu vực phòng vệ sinh chung ha, dành cho hai cái khu vực phòng ngủ của chúng ta. Đó, hiện tại thì cũng chưa lắp thiết bị, thì vài tuần nữa thì sẽ có thiết bị đầy đủ cho quý anh chị ha. Tiếp theo nó sẽ ra cái khu vực phòng thứ hai, nó hướng ra ban công, thì phòng này thì Lộc thấy là nó sẽ rộng hơn cái phòng ngủ đầu tiên. Đó, rất là đẹp. Và phía trên nè quý anh chị, nó sẽ là hình trạm trổ, hình hình giật cấp nổi, với những cái hình nổi là hình vuông và hình khoi. Đó, mỗi phòng thì nó sẽ có một cái hình khác nhau. Thì khu vực này nó sẽ hướng ra ban công. Đó, ban công cửa là cửa kính nhôm sifa ha. Một cái ban công cũng vừa thôi, không có rộng lắm nha quý anh chị. Đó, nè quý anh chị nhìn tai lọc nè, thì đó là cái cổng chào cần vuột. Cổng chào cần vuột nha. Đó, quý anh chị di chuyển lên bến xe quận 8 theo cái đường quốc lộ 50 đó. Và từ quốc lộ 50 quý anh chị di chuyển vào bên trong nhà chỉ có 20 phút thôi quý anh chị. Đó, rất là thích hợp để cho chúng ta sở hữu căn nhà này, để vừa ở vừa an cư lạc nghiệp, cũng như là chúng ta làm việc ở các quận nội thành ha. Khu vực phía trên lầu 2 và khu vực phía trên lầu 3 thì nó cũng sẽ có hai phòng và một phòng vệ sinh tương tự giống như ở lầu 1 nha quý anh chị. Nên Lộc sẽ không làm mất thời gian của quý anh chị và sẽ không quay ở lầu 2 và lầu 3. Và quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc xuống tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo giá cho quý anh chị nha. Hết ngôi nhà này rồi phải không ạ? Một căn nhà có cái diện tích là ngang 3,5m, dài 12m, được thiết kế là một trệt tới 3 lầu, có 6 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, có một cái khoảng sân trước và đường trước nhà là đường xe hơi luôn nha quý anh chị. Nên rất là thích hợp để cho quý anh chị ở một cái gia đình đông người. Chúng ta ở cái căn nhà này thì Lộc thấy là rất là thích hợp luôn. Với căn nhà này thì Lộc nghĩ là mình có thể là đầu tư kinh doanh, mình đầu tư kinh doanh khách sạn hay là phòng trọ cho thuê thì cũng rất là hợp lý nha quý anh chị. Một căn nhà 3 lầu có đến 6 phòng ngủ đó, thì chúng ta có thể là mình đầu tư cho thuê ha. Thì ngay khu vực của chúng ta kế bên luôn quý anh chị, kế bên tay trái luôn á. Quý anh chị đi thẳng ra quốc lộ 50, quý anh chị để trái đi khoảng 10 bước chân là sẽ tới khu công nghiệp Tân Kim. Rồi quý anh chị đi lên chút xíu nữa thì sẽ có khu công nghiệp Tân Kim mở rộng và khu công nghiệp Đặng Quỳnh, khu công nghiệp Phun Lưu, Chinh Lưu. Có đến 7 khu công nghiệp nữa quý anh chị, nên nhu cầu thuê của công nhân ở đây rất là cao luôn. Đó, thì một căn nhà, mỗi cái phòng như vậy á, quý anh chị có thể cho thuê từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi một tháng ha. Thì Lộc thấy rất là hợp lý luôn. Đó, một căn nhà, hoặc là quý anh chị làm khách sạn cũng được nha. Một khách sạn có tới 6 phòng thì chúng ta cho thuê cũng được. Đó, quý anh chị hãy liên hệ cho Lộc qua cái số phía trên màn hình để Lộc sẽ đặt cuộc hẹn để cho quý anh chị đi xem ngôi nhà này thực tế, cũng như là tư vấn pháp lý cho quý anh chị nha. Hiện tại cái nhà của chúng ta đã có sổ hồng riêng rồi, nên những quý anh chị nào mà muốn đi ra công chứng liền á thì chúng ta cũng có thể đi ra phòng công chứng và công chứng liền trong ngày luôn. Cái nhà này có tổng mức giá, giá đủ 100% luôn nha quý anh chị. Giá 2,6 tỷ là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà sổ hồng riêng, và chỉ cách mặt tiền quốc lộ 50 khoảng 20m thôi. Đó, thì Lộc thấy một cái giá rất là phù hợp cho quý anh chị luôn. Những quý anh chị nào mà có tài chính tầm khoảng 1 tỷ hoặc là 1 tỷ 6 á, thì chúng ta cũng có thể sở hữu được căn nhà 3 lầu này luôn nha. Đối với căn nhà này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 1 tỷ nha quý anh chị. Đó, nên quý anh chị an tâm mà mua căn nhà này. Rồi, cuối video thì Lộc Nguyễn mến chúc quý anh chị và cô bác sẽ sớm được tìm một cái căn nhà thật là phù hợp cho gia đình mình, hoặc là những quý anh chị nào thấy chưa phù hợp cho gia đình mình á thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc. Tại vì bên Lộc có rất là đa dạng nhiều sản phẩm như là nhà phố và đất đó, thì rất là thích hợp để cho quý anh chị đầu tư cũng như là mua ở á. Đó, quý anh chị hãy gọi cho Lộc để nói nhu cầu quý anh chị như thế nào thì Lộc Nguyễn sẽ tìm sản phẩm phù hợp cho quý anh chị nha. Cuối video thì Lộc Nguyễn mến chúc quý anh chị và cô bác có một ngày làm việc thật là hiệu quả cũng như là vui vẻ trong ngày hôm nay nha. Chào tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Nhà đất Lộc Nguyễn, nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm.